Xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình có một mình sẽ test thử cái driver dành cho chip lab XML2 nhé. Driver của nó là đường kính của nó là 17mm. Nó phù hợp cho các dòng đèn pin đó là S2 hay là C8 nhé. Driver đỏ vàng nhé các bạn. Đây là mặt trước của driver ép xuống nhé. Driver ép xuống nhé. Nó có đầu vào từ 137 đến 84V và sử dụng ép xung đó là quận cảm 100 nhé. Kích thước là 17mm. Và tất cả các linh kiện của nó là 12 con linh kiện tất cả trên các mạch nhé. So với các mạch giá rẻ khác thì các mạch giá rẻ khác nó chỉ chứa 8 con linh kiện, chỉ gồm điện trợ và không có quận cảm nhé. Không có quận cảm ép xung nhé, cái này ép xung nhé thôi các bạn. Ở đây mình sẽ có một cái lò xo như thế này, cực dương nhá. Và mình sẽ hàn nó vào ở cái driver này. Hàn cái lò xo cực dương và cực dương của cái driver nhé. Như vậy mình đã vừa hàn xong được cái lò xo cực dương nhá. Mình đã hàn được vào lò xo cực dương của cái driver nhé các bạn. Và bây giờ mình sẽ test cái driver này nhá. Mình sẽ đo test cái driver này. Ở đây mình sẽ sử dụng một con chip led đó là mình sẽ sử dụng con chip led là XPLHI 10V nhá, 3V nhá. Công suất là 10W nhé các bạn. XPLHI nhá. Mình sẽ đo dòng của nó nhé. Ở đây mình sẽ sử dụng đồng hồ này để kiểm tra cái dòng ra, để kiểm tra dòng ra của driver này, xem nó có tự đạt đến mức 2,2A như nhà sản xuất công bố không nhé. Mình sẽ định về thang đo đó là 10A. Mình sẽ định về thang đo 10A nhé. Và ở đây cực âm của driver, đầu ra cực âm driver mình sẽ mắc vào cực âm của led, và ở một đầu lại của cái kim đồng hồ này mình sẽ mắc vào ở cực dương, đầu còn lại của kim đồng hồ mình sẽ mắc vào cực dương nhé. Và một đầu kim còn lại này
mình sẽ mắc vào cực dương. Cực dương của driver. Để mình sẽ đo dòng ra nhé. Và để sử dụng cho driver này, cấp nguồn cho driver này, mình cần một đó là mình cần một cái mặt bốt trên này nhé. Đây là mặt bốt sập ạt nhé. Cái dây đầu của mình nó hơi dài nhé các bạn. Cái dây này dài nên nó cái dòng ra của nó sẽ bị giảm xuống một chút. Và mình sẽ sử dụng bộ pin 3X 12,6V này nhé. Mình sẽ sử dụng driver 12,6V và cấp qua gây mặt bốt này để giảm dòng xuống nhé. Driver này chịu dòng từ 3,7 đến 8,4V đấy các bạn. Nó chịu dòng cho 1 đến 2 pin nhé. Có thể dùng đơn pin hoặc là pin pin đôi nhé. Và một đầu cực dương mình sẽ gắn vào driver. Bây giờ mình khi sau mình cắm xong mình sẽ test nhé. Các bạn chú ý xem cái đồng hồ nhé. Và mình xin thử từng nước sáng một nhé các bạn. Đó là nhấc nhấp nháy. Đây là mức turbo nhé các bạn. 2.0A nhé. Đây là mức chớp chớp. Đây là mức SOS nhé. Nó ăn dòng turbo 1.99A nhé các bạn. Sắp xỉ gần 2A nhé. Mức thấp nhé, mức thấp nhé. Mức thấp của nó là 0.116A. nhé các bạn. Vì dây của mình nó hơi dài nên đo nó không được chuẩn xác cho lắm. Sắp xỉ gần 2A nhé. Nó ăn dòng sắp xỉ cả 2A nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ che lại cho các bạn dễ thấy nhé. Mức thấp của nó là 0.17A. Chấp chấp của nó là 1A nhé. SOS là khoảng 1.3A. Và turbo của nó là 1.98A nhé. Turbo của nó là 1.99A nhé các bạn. Thì theo nhà sản xuất thì driver này là 2.3A. Thì so với dây của mình nó dài ra như thế này. Và mình chưa hàn vào nữa. Nên cái thông số nó có giảm xuống nhé. Nếu mà mình hàn dây vào và cái dây dẫn này nó ngắn hơn thì nó lên tầm khoảng 2.5A đấy các bạn. Nó lên tầm khoảng 2.3 đến 2.5A. Rồi mình vừa test xong chip led XPLi với cái driver 17mm. Driver 17mm dành cho chip led XMLT6, XML2 hoặc là XPLi dành cho loại đèn pin S2 hoặc là C8 nhá. Cái driver này áp xuống các bạn pin dòng sạc của bạn càng cao thì cái điện áp đầu ra này nó càng lớn nhé. Rồi các bạn nhớ xem like và đăng ký subscribe kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.